Hi, chào mọi người quay lại với tựa game Snowrunner. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tựa game này nhé. Và ở clip này thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ sửa cầu nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ sửa cây cầu này các bạn. Cây cầu ở vị trí này. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ vận chuyển một cây dầm thép từ nhà máy ở vị trí này các bạn đến cây cầu của chúng ta. Đó. Chúng ta không có con đường đi thẳng các bạn, cho nên chúng ta sẽ đi vòng theo con đường này để đến cây cầu. Và chúng ta sẽ khởi hành ở radar. Chúng ta sẽ xuất phát từ đây, chúng ta đi theo con đường này, đi ngang qua cái đường ống mà chúng ta mới sửa ở clip rồi các bạn. Chúng ta đi theo con đường này và chúng ta sẽ đi qua một cái dũng nước các bạn, và hy vọng là mình sẽ vượt qua dễ dàng để đến được cái nhà máy, và chúng ta sẽ chở cái dầm thép về đến cái vị trí cái cầu. Và trên cái đường đi thì mình thấy có cái chỗ này, có chỗ là upgrade nè, mình sẽ cho xe vào đây để xe mình có thể là nó nâng cấp được hay không nha các bạn. Rồi, đó là cái nội dung của clip của chúng ta ngày hôm nay. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ khởi hành thôi các bạn. Và mình vẫn sử dụng chiếc xe là Spyder 5070 nha các bạn. Nhưng mình sẽ custom cho nó một chút, mình thay đổi màu cho nó một chút nha các bạn. Mình sử dụng cái màu cam đi. Mình sử dụng cái màu này cũng không đẹp cho lắm. Mình sử dụng cho nó cái màu này nha các bạn. Rồi, mình sử dụng màu này. Rồi, chúng ta khởi hành thôi các bạn. Ồ, nó tối mệt rồi các bạn, bây giờ mình không biết là mấy giờ nữa. Để mình xem lại cái bản đồ nha các bạn. Để mình thay đổi giờ cho nó mình dễ thấy. Ồ, hình như trời cũng sắp sáng luôn rồi. Mình nhấn đèn luôn đi. Trời sắp sáng luôn rồi các bạn, thôi mình khỏi luôn đi. Trời cũng mờ mờ sáng rồi. Chắc bây giờ chắc khoảng 5 giờ sáng á. Mình vào đây mình xem coi. 3 giờ sáng các bạn, thôi mình thay. Mình bỏ qua thời gian đi. Rồi, mình chỉnh bây giờ là 6 giờ sáng rồi các bạn. Rồi, chúng ta xuất phát thôi. Mình sẽ chạy ngang cái chỗ mà cái đường ống mà ở clip trước chúng ta vận chuyển ống, vận chuyển những cái phụ tùng để chúng ta sửa chữa nó các bạn. Cái chỗ này thì lúc trước chúng ta chạy qua rất là gọn gàng, không có bị lúng gì hết, ngon lành luôn. Sáu giờ sáng rồi mà còn ở đây nó cũng chưa sáng lắm các bạn, nó vẫn còn mù mù. Thôi mình tắt đèn đi, mình tắt đèn, đèn nó hơi chói, nó dễ nó hơi chói rồi. Mình sẽ đi qua luôn cái chỗ cái đường ống này nè các bạn. Mình đi qua luôn thì mình sẽ tới cái chỗ để mình upgrade cho các bạn. Mình chạy xe vô thử cái xe mình có nâng cấp lên được gì không. Để mình xem lại cái bản đồ coi. Mình nhớ là có cái đường, hình như là nó không có cái đường đi vô luôn thì phải. Mình sẽ quẹo phải các bạn. Mình đang ở đây, mình quẹo phải. Ôi, chắc cái chỗ này là cái đường đi vô cái chỗ upgrade nè các bạn. Rồi, mình đi luôn nha các bạn. Mình vô luôn. Mình ra lần chút mình vào phải. Rồi, tới thôi các bạn. Chỗ này nhìn thấy cũng bùn khá là nhiều đây các bạn. Con xe này thì ở clip trước mình đã thay lớp rồi. Cái lớp nó là loại bùn trung bình thôi các bạn, cũng không ngon lắm cho. Nhưng hiện tại thì mình chỉ có con là upgrade chất này thôi. Nó mới vận chuyển hàng được thôi. Những cái con kia thì nó chưa mở khóa các bạn. Mình sẽ vô đây nè các bạn. Mình lội vô đây thử coi. Mình đây mình gần gara mà, có gì mình không hóc thì có gì mình quay về. Từ từ. Rồi, tiết lại bắt đầu rơi rồi các bạn. Mình cho nó dẫn động bốn bánh đi. Cho nó mạnh. Mình thấy cái chỗ upgrade kìa, nó ngay dưới nước luôn ta, ở dưới nước luôn à. Ui, chết cha, đúng rồi các bạn. Mình cho dưới số thấp. Lên thôi. Đó. Trên cái đường mình đi hình như là không có chỗ để nạp thêm nhiên liệu các bạn. Mình hy vọng là mình không có bị lúng lâu quá.
mình sẽ hao nhiên liệu. Đó, mình qua được rồi các bạn. Ồ, cái chỗ này không biết nó có sâu lắm không đây. Mình lội qua đó hả? Mình đi sát phía này xem. Mình phải tới được đó các bạn. Mình quên mình có miếng số lùi không biết. Trong khi mình đang ở ghi thấp. Qua luôn. Có một cái chiếc xe tới đó là nó bị mắc kẹt ở đó luôn các bạn. Còn cái khung không các bạn thấy không? Bây giờ mình làm sao mình tới đó đây? Ở đây hình như là nước nó cạn các bạn. Mình liều luôn nha các bạn. Đó. Rồi, red update nhằm nhấn chiếc xe thôi. Không có giá trị cho chiếc xe này của mình các bạn. Rồi mình nhấn ok thôi. Rồi vậy là chiếc này mình. Chiếc này nó cạn các bạn ơi. Mình tưởng là nó sâu. Rồi mình quay ra thôi. Mình đi ra con đường phía bên kia mình thấy rồi. Mình sẽ đi tắt cái chỗ này các bạn. Hy vọng là nó sẽ không bị lún. Mình lội sát phía này. Ở chỗ này cái con sông này nó không bị đóng băng các bạn. Đội xe mình nhảy tưng 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 được các bạn thấy không? Mình cho số thấp đi. Rồi, xong rồi các bạn. Hy vọng là mình sẽ update được chiếc xe nào đó. Mình xem lại cái bản đồ. Rồi mình lấy cái chỗ đó. Cái này oil tăng vậy. Chắc có lẽ một cái nhiệm vụ nào đó được các bạn. Nhưng mà mình sẽ đi thẳng luôn. Mình tới mình vận chuyển cái dầm thép. Rồi. Thôi. Mình đi nãy giờ 34 lít nhiên liệu rồi các bạn. Một chút xíu nữa thôi. Mình tắt dẫn động đi. Để cho nó tiết kiệm nhiên liệu. Phải dẫn động rồi thôi các bạn. Đây. Lên 7 7 tích mấy luôn. Lên quá dữ luôn. Mình tắt bớt một cái đi. Mình tắt cái nó y xe lại liền rồi lên nè. Tắt bớt các bạn. Mình cho về cái số này để cho nó nhanh chút các bạn. Chậm quá rồi. Số tự động thì nó hao xăng quá các bạn. Hao nhiên liệu. Cái này một hồi có cái dầm thép lên nữa là chạy gì vất vả đây các bạn. Đây là khá vất vả đây. Nhưng mà mình phải sửa cái cầu các bạn. Để mình làm những cái nhiệm vụ sau thì nó sẽ dễ dàng hơn. Chứ mình không sửa cái cầu đi cái đường kia nó khó quá. Cố lên. Chút nữa thôi. Ở đây thì không có cái gì để kéo luôn. Lên được rồi. Mình nhớ mình sẽ tới một cái vũng nước nữa các bạn. Mình chưa tới vũng nước. Mình đi cũng khá là lâu đó. Đi như vậy thì cũng hơi lâu á. Mình cho gì auto coi. Chỗ này bùn nó cũng khô rồi các bạn, không đến nổi. Tới luôn xe ơi. Nắng lên rồi các bạn, nhìn đẹp quá. Mình tới, để mình đi sai đường. Đúng rồi các bạn, mình đi tới đây. Mình đi tới đây rồi mình sẽ quẹo trái. Quẹo trái mình sẽ tới cái vùng nước. Mình cứ nghĩ là mình đi sai đường.
Ôi da, mình bị dính trong tuyết. Cố lên, cố lên. Đó. Mấy chỗ kia nhớ có bình nhiên liệu rồi các bạn. À, may quá nó có trạm xăng các bạn ơi. Có trạm nhiên liệu, mình tới đây mình nạp được rồi. Hú hồn. Không có là mình sẽ không đủ các bạn. Nãy giờ mình không dám. Rồi mình cho vào chỗ auto. Mình có xăng, mình có nhiên liệu rồi, mình không sợ. Mình cứ sợ hết nhiên liệu thôi. Mình nạp cái đi, mình tính tiếp các bạn. 60 lít. Rồi. Xem lại cái bản đồ các bạn. Và mình dòng lại, mình sẽ qua một cái dũng nước. Mình qua cái dũng nước rồi mình sẽ chạm chút là mình sẽ tới được cái nhà máy. À. Rồi. Tiếp tục thôi các bạn. Cái dụng nước phía trước kìa các bạn thấy không? Mình thấy rồi đó. Ồ, chỗ này đường nhựa quá ngon nhưng mà chỗ đó lại có dụng nước. Ồ, ồ. Xe nó hay bị trôi lắm các bạn. Ồ, cái dụng nước này cạn các bạn ơi. Không sao. Mình đi số thấp mình vượt qua. Mình đi phía trên này cho cái gì nó trôi xuống không sao. Dụng nước cạn queo, chỉ có nước mấy cục đá nó hơi cản đường thôi. Qua luôn. À, bản đồ mình nhớ hình như là mình sẽ quẹo phải các bạn. Mình nhớ mình sẽ quẹo phải á. Mình lên một chút là mình sẽ quẹo phải rồi để mình xem lại cho chắc chắn nha các bạn. Ủa? À đúng rồi, đúng rồi. Mình đang ở vị trí này các bạn. Mình sẽ quẹo phải vô đây. Đúng rồi. Mình quẹo phải mình sẽ gặp ngã ba, mình không quẹo mình đi tới một chút nữa. Rồi. Tiến lên thôi các bạn. Chạy bon bon luôn các bạn. À, nó ở ngay phía trước rồi các bạn, sắp tới rồi. Mình hy vọng là cái xe này mình sẽ chở được cái dầm thép. Nếu mà cái dầm thép nó dài quá thì cái khung của trên chiếc xe này mình sẽ không chở được các bạn. Lúc đó là mình phải thay cái khác nữa. Ô cái chị, cái này nó chỉ đi đến thị trấn đó ta. Mình sẽ bán đồ thị trấn ở đâu đi đường này ta. Thị trấn nào đâu. Ở đây đâu có cái thị trấn nào đâu. Thôi mình cứ tiếp các bạn. Ồ chỗ này cũng có chỗ nào nâng cấp nè các bạn. Ồ hồi mình vô đây mình lên đây thử có được không ta. Rồi tiếp luôn ngay cái cục điện các bạn. À có con đường lên kìa. Hình như ở phía trong nó có cái chỗ nạp nhiên liệu đó các bạn. Ở trên núi tích mù trên kia để mình xem lại cái bản đồ của mình lên đường bằng cách nào ta. Mình đi vô đây hoặc là đi đến đây. Mình đi vô đây thì không có chỗ nào để lên hết. Ngọn núi này thì lên đâu dễ ta. Không lẽ đi đường này ta. Đi đường này hả các bạn. Ở đây không có chỗ upgrade. Đi đường này thì lên sao được ta. Cái này chắc lẽ mình cần phải chiếc Khan 39 rồi các bạn. Mình không thể nào lên chiếc này được rồi. Bây giờ mình sẽ vô mình vận chuyển cái dầm thép thôi.
cái còn cái vụ mà lên upgrade đó thì upgrade đó thì mình sẽ dùng sử dụng chiếc xe khác các bạn. Ô, vận chuyển ống thép ở chỗ nào, ở đằng kia. Khoan để mình xem lại các bạn, hình như là ở đây nữa các bạn. Factory đây nè, ở đây nè. Mình sẽ quẹo phải qua, đi thẳng tới quẹo phải qua. Đây nè. Đó. Ok, dầm thép là không thấy cái nào hết trơn vậy. Mình nhấn chữ C coi. Ờ, à, nó đây nè các bạn. Số lượng là 1 thôi đúng không ta? F. Rồi các bạn. Xe này mình cũng chỉ chở được một cái thôi, chứ không chở được hai đâu. Rồi. Chúng ta quay về thôi, đi đến cái cầu thôi. Đường đi thì nó cũng không khó khăn gì lắm các bạn. Có một chỗ, số chỗ thì nó hơi lúng thôi. Nhiệm vụ này thì mình sẽ làm ngon lành thôi. Có chỗ nạp nhiên liệu giữa đường nữa mà, ngon lành thế thì. Đó. Đường ào ào luôn các bạn. Ui chết cha, hơi lún rồi. Rồi mình sẽ quay phải lại các bạn. À, mình nhớ mình, à mình xem là cái chỗ mình đổ xăng đó ta. Chỗ đổ xăng hồi nãy chỗ nào mình quên, ở à, bên này các bạn, mình phải qua cái vũng nước này. Hay quên quá, mình hay quên quá. Tiếp theo các bạn. Hồi nãy mình thấy nó cạn cho nên bây giờ thôi mình đi phía trên luôn đi cho nó an toàn. Ô ô ô ô ô ô ô ô. Đi sao về vậy đi. Còn 190 mấy lít nhiên liệu các bạn. Có lẽ mình phải đổ xăng thêm các bạn, đổ nhiên liệu thêm. Mình cứ mặc định nhiên liệu là xăng nào các bạn. Rồi nó có chiếc nó chạy dầu, có rất chiếc chạy xăng các bạn. Mình cứ mặc định như vậy. Rồi, mình nạp thôi. 50 lít. Rồi, tiếp thôi các bạn. Rồi mình ve ra đi. Quay về thôi. Có cái bảng cảnh báo là đá lỡ nữa các bạn thấy không? Số auto đó các bạn. Chỗ này nãy nó lúng hơi nè các bạn. Mình không dám đi phía bên kia, là bên kia mình thấy nó lầy quá rồi. Vô lên thôi, hơi nghiêng xe rồi, hơi nghiêng, không sao không sao các bạn. Mình nghĩ là nó sẽ qua được rồi. Đó. Xe này rất khỏe các bạn. Dốc này thì nó hơi cao đây các bạn.
Góc này cũng khá cao đây. Cố lên. Ngon lành luôn các bạn ơi. Không sao hết. Ôi, chết này. Chỗ này thì nó hơi đúng một chút các bạn. Mình đi sát phía trên chút. Mình không đi theo cái lớp bánh xe cũ nữa. Ồ ồ ồ. Nó hơi lúng hơi rồi các bạn ơi. Khung cảnh rất là đẹp đúng không các bạn? Tuyết rơi. Thông thì nó tuyết phủ trắng xóa. Mình sắp ra cái đường nhựa rồi các bạn, gắn lên một chút nữa thôi. Ở phía trước các bạn thấy không, phía bên tay phải có một cái thùng, một chai lơ nhiên liệu nó đang bị mắc kẹt ở đó kìa. Có lẽ là sẽ có cái nhiệm vụ mình tới đó để mình kéo nó về nữa đó. Ô, chỗ này khá là lúng các bạn. Qua rồi. Các bạn thấy không? Cái thùng cái chai là chở nhiên liệu rồi. Ôi da, chết cha, chỗ này hơi đúng rồi. Hồi nãy mình không có đi đường này các bạn, do mình đi cái đường trong kia mình ra. Mình vô cái chỗ upgrade á, mình không có đi đường này. Mình không có đi khúc này. Ôi trời ơi, chỗ này. Lên lên lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên. Đó. Quá ngon các bạn. Xe này ngon lành thiệt. Mình chờ dưới auto xem, nó về nhanh em rồi. Khi nào lúng rồi mình về số thấp liền các bạn. Ở chỗ này có lẽ nó hơi lúng rồi. Đó. Rồi mình sắp ra đường nhựa rồi các bạn ơi. Chút nữa thôi. Ra đường nhựa thì mình sẽ quẹo phải các bạn. Quẹo phải, các bạn nhớ cái đường ống không? Mình sẽ quẹo phải đường đó, đến cái chỗ đường ống. Tới đó thì mình sẽ quẹo trái. Rồi các bạn. Ra đây thì chỉ sợ mỗi cái là mình chạy nhanh quá xe nó trôi thôi, mình không có kiểm soát kịp. Ở phía trước là cái radar của chúng ta. Nhiên liệu thì mình vẫn còn nhiều. Chút nữa là nó va vào cái gầu trắng rồi các bạn. Ôi trời, cái chỗ này lần nào mình cũng bị trôi hết nè.
mình chơi thắng là sẽ đến đầu thôi các bạn. Ôi, cái cuộc nó nhúng, trời ơi. Chút nữa là các bạn, chút nữa là hư xe rồi. Bị hai nhát. Hồi nãy mình thấy cái chỗ cái cầu á các bạn, nó để hai phía hai bên, không biết là mình có phải chở thêm nữa hay không nữa. Hy vọng là chỉ cần một xe này là đủ. Mình nhớ nó cũng gần lắm mà sao mình chạy hoài nó chưa tới ta. Để mình lên con dốc này xem sao, rồi mình coi bản đồ lại. À, phía trước rồi các bạn, mình thấy rồi. Tới rồi. Đây. Mình sẽ lót chỗ này. Chữ X là ta chắc kim một cái dầm thép, đúng rồi, mình chở đúng rồi nè. Nó sẽ tới đây nó em ru vậy, nhấn R thì ta rồi cái enter rồi mình lót hàng xuống rồi. Ok, cầu bắt nè, nhìn thấy đã không các bạn, quá ngon lành luôn, xịn sò luôn rồi. Ủa xịn à, rồi vậy là xong rồi các bạn, mình được thưởng 1.650 đô và 180 sao rồi. Đã hoàn thành nhiệm vụ các bạn ơi, mình chạy qua cái cầu xem mình kiểm tra thêm thành quả của mình như thế nào. Ngon lành luôn rồi các bạn. Bây giờ mình không phải đi đường vòng rồi các bạn. Accept. Rồi vậy là xong rồi các bạn. Rồi vậy là mình xin dừng clip lại đây nha các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.